Bún hến là một trong những món ăn đậm đà hương vị ẩm thực của Huế và được rất nhiều người yêu thích. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị một ít thịt hến, nêm vào một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu và gốc hành băm nhuyễn, trộn đều lên cho hến thấm gia vị. Tiếp theo, chúng ta sẽ phi thơm một ít tỏi băm, rồi cho phần thịt hến vừa ướp vào cùng với một ít sa tế, xào nhỏ lửa cho đến khi thịt hến khô lại thì cho một ít hành lá cắt nhuyễn vào. Xào sơ qua cho hành chín rồi để thịt hến sang một bên. Bún hến sẽ được ăn cùng với nước mắm ruốc. Nguyên liệu và định lượng mình đã để trên màn hình, các bạn nhớ gia giảm cho vừa miệng nha. Tùy theo sở thích của mỗi người mà có thể linh hoạt trong sự lựa chọn các nguyên liệu cũng như các loại rau sống để ăn kèm với bún hến. Chỉ với vài bước đơn giản thôi là chúng ta đã có ngay một tô bún hến thơm ngon và thanh mát. Vị ngọt tự nhiên của thịt hến hòa quyện cùng với vị mặn mặn cay cay của nước mắm ruốc, thêm một chút beo béo của đậu phộng rang làm cho món ăn ngon đến mức không thể chối từ.